ใหม่มากเจ้าเจ้ยอย่าก็ต้องไปเลยหมอแล้วเธอtrong đây dùng chân gấp cũng lên được ốc hương rồi. Này ra đây thử này, đang ở vùng đất mới này. Rồi thử mò đi, thử lấy tay cào một đường này, thử hai tay cào lên một đường này xem mà. Lên được ốc hương không? Ở đây hôm nay lấy tay mò cái lên này. Không lên được á. Anh mấy anh kia anh vừa cào cái lên hết đống luôn. Thì mò lại đây này, khu vực này này. Khu vực này mới sao này. Vừa cào đất nha, cào dưới, cào sâu á. Cào sâu, sâu sâu á. Có không? Sao tôi bắt đây? Dạ. Trời ơi. Thành quả là cái vỏ ốc. Thử nghiệm luôn là xem nào. Đây cái hố này. Đây. Kém quá nha. Mò cái được vỏ ốc, vỏ ốc luôn nè. Cái lỗ đó. Cái cặp gần nó đủ lắm. Nước thổi cát nó tung lên mà tung vô trong luôn. Nhưng mà việc này nó cũng đỡ nhà nó cái việc mò tay mò xíu rồi cát nó vô mò tay. Mò cát mò được chưa? Đó. Mò xíu thôi này. Đó, mò cái này ra đống luôn. Cái này có mấy anh có lấy không nè? Có chứ, nhưng mà bắt được cái chứ còn đi. Mình lấy cái lưới đó đi, lấy cái lạp đó đi. Thôi, để mấy anh, mình gọi là đi bắt chơi thôi chứ làm sao bằng mấy anh làm được. À. Thì đây nhiều con nó không có nằm bên trên mặt đất. Đây, như mấy con này nó nằm trên mặt đất thì thấy được mà. Có mấy con nó mấy cái lỗ này này à, lấy tay đào lên đó, đào lên là thấy liền gì nè, đúng không? Đầy luôn này, mấy cái hố này này lườn ốc đi á. Đây như này, này như này, đưa tay một cái một đường ha. Đó. Này đưa tay thêm một đường thôi. Đó. Đây là nơi mà đầu ốc luôn. Ốc đây. Trong đây là cái lồng ốc nên ốc rất nhiều. Hỏi cần phải đi mò ở đâu xa xôi. Chẳng phải đi tìm kiếm mà. Hò đây cũng không có được ốc. Cái cong nhìn ốc luôn.
trong này nước nó cũng còn hơi sâu. Đó, cũng hơn nửa chân này. Nên là không có bắt được cá. Trời đang bắt đầu mình trên nắng lên rồi. Đổi trang. Công việc buổi sáng đi cào ốc vậy thôi. Giờ mọi thứ ơi à, cá ôm cá lưới trâu này. Dắp chúng nó cái nó chạy. Mọi thứ nó vô luồng hết rồi cho nên là công việc mà không nhà. Thôi đi tìm con cá lưới trâu nó vừa dắp chúng nó không chạy nó tiêu. Không biết nó trốn đi cá rồi nó trốn đâu tiêu. Mò phát nữa nha. Mò phát nữa dễ mò cá này xem nào. Ôi chết. Rồi. Đưa tay nhẹ nhàng hơn là đã có ốc ăn rồi. Ở đây gọi là không ho bị đói. Quang đi còn lại ốc rất nhiều. Cua ghẹ tôm cá thì là vào lưới hết luôn. Con nào không tránh là lên dĩa. Không nhanh chân là lên dĩa hết. Thôi giờ đi bắt vài con ốc chơi nữa, xíu mọi người kéo xong là mình quay tiếp xem thành quả xem nào.